Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn nới lỏng giãn cách xã hội. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở bà con nhân dân trong việc thực hiện nghiêm các khuyến cáo của chính quyền thành phố, công an các đơn vị địa phương của thành phố Đà Nẵng đã liên tục duy trì công tác tuần tra kiểm soát địa bàn nhằm phát hiện và ngăn ngừa hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động. Đây là ba đối tượng gồm Phạm Quốc Việt, 23 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Nguyễn Văn Thuận, 24 tuổi và Nguyễn Ngọc Phước, 18 tuổi, cùng trú tại quận Hải Châu, vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố phát hiện, bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện thêm 10 gram ketamine, 7 viên thuốc lắc, hơn 50 gram ma túy đá, 1 cân tiểu ly và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng phân chia ma túy. Còn đây là 6 thanh niên trú ở Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk và Đà Nẵng vừa bị tổ tuần tra của Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ phát hiện khi tổ chức tụ tập ăn nhậu và đáng nói hơn là mua cả ma túy về phòng trọ để cùng nhau sử dụng. Qua làm việc với lực lượng công an, các đối tượng này khai nhận những nguyên nhân còn rất ngô nghề. Bọn em có tổ chức ăn nhậu tại gần công ty, rồi ăn nhậu xong là để mừng hết giãn cách xã hội chuẩn bị đi làm. Là bọn em có đặt lên trên mạng là thuốc kích thích, là hiệu ứng là domino, là gồm 4 liều 130.000. Là bọn em xích về chỉ có chú vui như vậy thôi. Nghĩ là ăn nhậu cho vui, nhưng thực tế thì không vui chút nào. Khi mà test nhanh, cả 6 thanh niên đều dương tính với chất ma túy. Ngay từ đợt thứ 2 của dịch bệnh COVID-19, công an các địa phương của thành phố Đà Nẵng đã thường xuyên ứng trực, triển khai liên tục các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn. Qua đó phát hiện rất nhiều vụ việc bất chấp quy định chống tụ tập đông người để ăn nhậu và sử dụng trái phép chất ma túy. Công an phường tiến hành xử lý một số đối tượng có liên quan về vấn đề tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy. Và nắm được hoạt động của đối tượng sẽ tiến hành xử lý dứt điểm các vụ việc, tuyên truyền, nhắc nhở cho người dân sử dụng bằng cái mô hình tiếng loa phòng chống tội phạm, để nhắc nhở người dân quanh khu vực và các phương thức hoạt động của đối tượng trong tình hình vừa qua. Dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Đà Nẵng sẽ còn những diễn biến phức tạp khó lường, nhưng với tinh thần chủ động thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng chống dịch hiệu quả, công an các đơn vị địa phương đang nỗ lực ngày đêm để người dân được an tâm, nhất là về tình hình tội phạm liên quan đến ma túy, cùng mọi người dân chung tay bảo vệ thành phố.